Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập, tự do hạnh phúc. Hà Nội ngày 9 tháng 7 năm 2024. Đơn cầu cứu khẩn cấp về việc đe dọa giết người, hủy hoại tài sản. Căn cứ vào Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. Căn cứ vào Luật tố cáo năm 2018. Căn cứ vào tình hình thực tế xảy ra cùng các bằng chứng liên quan. Kính gửi Công an huyện Hoài Đức, Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức. Tôi là Nguyễn Thị Nga. Nơi thường trú, thôn Hàn, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Số điện thoại 0982591046. Tôi viết đơn này tố giác ông Nguyễn Chí Nghĩa, sinh năm 1965, thường trú tại thôn Ngã Tư, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội với tội danh cầm dao dựa đến xưởng làm việc của chúng tôi, gồm khoảng hơn 20 thợ đang làm việc, vung dao lên chém nhân viên, chém tan nát cả mấy pho tượng gỗ quý mới hoàn thành, từ khi ông ấy vào xua đuổi nhân viên là lúc 3 giờ 15 phút ngày 9 tháng 7 năm 2024, thì toàn bộ nhân viên của chúng tôi vì sợ hãi mà bỏ chạy hết, không thể tiếp tục làm việc, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của toàn bộ thợ thuyền, nhân viên, và gây thiệt hại về uy tín, tài sản của gia đình tôi. Gia đình tôi không có tư thù, mâu thuẫn cá nhân gì với ông Nghĩa. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm 2024, khi tôi làm đơn tố giác Chủ tịch xã Sơn Đồng, Nguyễn Viết Hùng, về vi phạm cho người thân, người quen biến đất nông nghiệp thành đất kinh doanh, thì cũng có thể đã đụng chạm đến quyền lợi sát sườn của ông Nguyễn Chí Nghĩa, vì bản thân ông Nghĩa có mối quan hệ lợi ích thân thiết với chính quyền xã Sơn Đồng, đặc biệt là ông Chủ tịch xã Nguyễn Viết Hùng. Theo luật tố cáo 2018, thì người tố cáo được pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, cụ thể. Bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ để trực tiếp bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm cho người tố cáo tại nơi cần thiết. Áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn, xử lý hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo theo quy định của pháp luật. Vì vậy, tôi làm đơn này. Một, đề nghị quý cơ quan tiến hành điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Chí Nghĩa có hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và gia đình. Hai, làm rõ mối quan hệ lợi ích giữa ông Nguyễn Chí Nghĩa và ông Chủ tịch xã Sơn Đồng, Nguyễn Viết Hùng, từ đó điều tra rõ những đối tượng có chung lợi ích nhóm, đang chĩa mũi dao đe dọa về phía người tố cáo là tôi, mà ông Nghĩa cũng chỉ là một người trong số đó. Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật, và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin này. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2024. Người làm đơn. Đất này đất cả bố nghe chưa?